Chào tất cả các bạn đã đến với Hoa Văn Đề Can. Mình là Huỳnh Anh đây và rất vui được gặp lại các bạn trong video lần này. Ngày hôm nay Huỳnh Anh sẽ hướng dẫn cho các bạn cách trang trí đề can lên mặt kính mà không cần sự trợ giúp của các kỹ thuật viên. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Bước 1, các bạn nên làm sạch bề mặt kính cần dán sao cho không còn bụi bẩn để đề can được bám dính một cách tốt nhất. Ở đây chúng ta có thể dùng nước lau kính để vệ sinh mặt kính. Nếu không, chúng ta có thể dùng nước ấm để thay thế. Trước khi dán, để tăng độ bám dính của đề can với màng định vị, chúng ta nên vuốt lại một lần nữa. Để xác định vị trí cần dán, chúng ta dùng băng keo giấy dán lên hai góc của đề can. Đảm bảo hình dán không bị lệch, chúng ta sẽ dùng thước dây để kiểm tra lại khoảng cách xem đã đều hay chưa. Minh Anh sẽ cố định bản lề bằng băng keo giấy. Chúng ta bắt đầu tháo bỏ lớp đế ở mặt sau của đề can. Dùng thẻ nhựa vuốt từ giữa sang hai bên. Tiếp tục thao tác cho đến khi hoàn thành. Sau khi đã dán xong, chúng ta có thể tháo bỏ lớp màng định vị hoặc nếu trong trường hợp kính lạnh, phải chờ từ 15 đến 30 phút rồi mới tháo lớp màng định vị ra. Và mọi người ơi, vậy là việc trang trí đề can lên trên mặt kính chúng ta cũng đã hoàn tất rồi. Rất đơn giản đúng không ạ? Và trong quá trình dán, mọi người có những thắc mắc gì thì hãy liên hệ với chúng tôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại vào video tiếp theo.